đang lên niềm vui đông đầy, bình minh rạng rỡ và khúc hát mê say có trong tim niềm đam mê này. Hành trình ta đến những miền đất yêu thương, hãy chung tay bạn nhé, sẽ chỉ hơi ấm chưa cha tình yêu. Hãy thắp lên niềm tin cho ta trở cái ngước mơ cuộc đời, là hình cô quơ chúng ta dạng người, là từ đâu con đến nơi đau xa, trải dài đau bát anh em một nhà, tình yêu quê hương thiết tha, đừng đi gian khó chúng ta không ngại, cùng khơi dậy bao đam mê ước mơ, niềm tin dược cháy tương lai dạng người, hành trình tiếp nối. Và khúc hát mê say có trong tim niềm đam mê này, hành trình ta đến những miền đất yêu thương, hãy chung tay bạn nhé, sẽ chỉ hơi ấm chưa cha tình yêu. Hãy thắp lên niềm tin cho ta chẳng cái ước mơ cuộc đời, là hình con vương chúng ta xa người, là từ đâu con về nơi đau xa, trải dài đau bát anh em một nhà, tình yêu quê hương thiết tha, đừng đi gian khó chúng ta không ngại, cùng cơ dậy bao đam mê ước mơ, niềm tin sự cháy tương lai dạng đời, hãy chỉ biết nói. Đây là một chuyến đi từ thiện vô cùng ý nghĩa, trao tặng sách cho các em học sinh nghèo. Đồng thời với việc trao tặng sách thì mình lại còn làm nhiều việc từ thiện như là phát quà cho các em học sinh. Vì thế một chuyến đi ý nghĩa như thế là không bao giờ có thể từ chối được. Trong những cái chuyến đi caravan thì mình luôn dẫn các con theo để mà các con có thể cảm nhận được những hành động đẹp trong xã hội, đồng thời các con có thể sau này sẽ trở thành một người là có ích cho xã hội thông qua những cái hoạt động mà các con cùng tham gia với ba mẹ.